Phim rồi 30 năm sau, Long, Quang Tuấn bị chơi xấu trong ngày ra mắt sách. Long bị kẻ xấu đặt điều vu khống là lừa dối tình cảm của phụ nữ. Tập 20 của phim truyền hình rồi 30 năm sau vừa lên sóng với loạt diễn biến hấp dẫn, gay cấn. Trong tập này, Di Long, Quang Tuấn đã tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với người hâm mộ để ra mắt cuốn tiểu thuyết Ngôi Miếu Oan Khóc. Trước đây, tiểu thuyết Ngôi Miếu Oan Khóc chỉ được phát hành trên báo giấy theo từng kỳ chứ chưa in sách bao giờ, nên trong lần ra mắt này, Long đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Khi Long và ông Phú, chủ tòa soạn báo đang phát biểu thì có người mang những tờ rơi có thông tin tố Long sống tệ bạc, bắt cá hai tay, lừa dối phụ nữ vào sự kiện. Khi đọc được thông tin này, tất cả mọi người đều hoang mang. Nhưng Long không hề nao núng. Ngay sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Long liền giải thích rằng tất cả thông tin về chuyện anh bắt cá hai tay đều là bịa đặt. Hiện tại, Long đã có bạn gái, cô ấy là bác sĩ rất giỏi. Vì muốn bảo vệ người yêu nên Long không thể công khai tên của cô gái này. Dù rất hụt hẫng khi biết tin nhà văn trẻ tuổi, đẹp trai đã thuộc về người khác nhưng người hâm mộ vẫn hoan nghênh Long bởi anh dám nói sự thật. Đứng bên ngoài chứng kiến hết mọi chuyện, sĩ vô cùng tức tối. Sĩ vốn yêu thầm bác sĩ Quỳnh, Ngọc Thảo nên đã bày ra trò chơi xấu này nhằm hạ nhục Long. Thấy kế hoạch không thành công, sĩ bỏ đi mà không quên gửi lại cho Long những lời mỉa mai đầy kích động. Ở một diễn biến khác, sau nhiều ngày theo dõi, cuối cùng Long cũng chạm mặt người đàn ông bí ẩn nắm giữ thông tin về cái chết của ông Thành năm xưa. Khi Long sắp bắt được người bí ẩn này thì Hân, Di Y Nhật Hạ lại xuất hiện. Trong lúc vội vàng, Hân ngã vào người Long và vô tình giúp kẻ giấu mặt trốn thoát. Chưa hết, cô nàng nhí nhảnh này còn nũng nịu với Long, bắt anh phải cõng mình đi vì than thở bị đau chân không đứng lên được. Dù rất tức giận nhưng Long vẫn đồng ý cõng Hân. Ở phía sau ôm Long, Hân hí hửng ra mặt. Cho đến thời điểm hiện tại, Long đã thích Long rất nhiều rồi. Dẫu biết Long có bạn gái là Quỳnh thì Hân vẫn không chịu bỏ cuộc. Những tập tiếp theo của phim truyền hình rồi 30 năm sau sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 7, mỗi tuần trên THVL1.